Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đã kiểm tra thực địa dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu do EU tài trợ bao gồm các hạng mục chính như xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển với chiều dài hơn 10 km, xây các trạm biến áp và hệ thống ưu tiên và đường dây 22 kV với tổng kinh phí hơn 351 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cấp điện ổn định và liên tục từ lưới điện quốc gia cho hơn 550 hộ dân trên đảo. Chúng tôi đã hỗ trợ ngành năng lượng Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Hợp tác giữa EU với Việt Nam trong lĩnh vực này rất tốt, đặc biệt là hợp tác với Bộ Công Thương và Nhơn Châu là dự án cụ thể nằm trong chương trình hỗ trợ điện nông thôn. Đến nay, dự án đã hoàn thành xong phần dựng trụ điện hạ tầng ở hai bờ để đấu nối cáp ngầm và lắp đặt các trạm biến áp. Dự kiến dự án sẽ được đóng điện lưới quốc gia vào đầu tháng 9 năm nay, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.